4 thở. Hít. 5. Đi nhiều đâu mà quen rồi cũng là ấy. Có gì em sẽ biết. Rồi ok, em lên. Rồi. Đây là cháu thân sinh nhé. À, thế à. Thế là cái bài chưa đi. Cứ bằng cái đoạn kia là... Nếu em vào, không bao giờ mấy. Hôm trước em có điện cho anh mấy lần, em là thấy nhà anh ấy. Hôm nay là ông bạn bán không có vừa giúp nhiệt này, không đi được. Hai ba là ok. Đâu, xong đây rồi, ra khỏi đây rồi thì thu lại chứ. Thì ba đăng ký là hai người. Hai người lớn. Hai người lớn. Đây, một người lớn. Có con nó đang gửi xe. Đi vào đi, cứ đua đi. Cứ đi hàng một ạ, các bác đi hàng một cho ạ. Tử giám của chúng ta thì khu di tích của chúng ta đã được xây dựng cách đây gần 1.000 năm rồi ạ.
sư kia thì vào năm 1070 dưới thời của vua Lý Thánh Tông thì khi đó văn miếu đã được xây dựng. Ban đầu ngoài là nơi thờ các bậc tiên thánh tiên hiền của đạo Nho thì kính thưa các bác cũng như anh chị, văn miếu của chúng ta cũng có một chức năng vô cùng quan trọng và đặc biệt khác nữa. Đây cũng chính là nơi để dạy học, và người học trò đầu tiên được nhà vua cho đến học tại văn miếu lúc bấy giờ chính là thái tử Lý Càn Đức, con trai trưởng của vua Lý Thánh Tông và Nguyên Phi Ỷ Lan. Sau này khi thái tử Càn Đức nối ngôi của vua cha lên ngôi vua lấy tên là Lý Nhân Tông, thì đến năm 1076 vua Lý Nhân Tông cũng chính là vị vua đã cho xây dựng trường Quốc Tử Giám nằm ở phía đằng sau của văn miếu để làm nơi dạy học. Và Quốc Tử Giám thì như chúng ta đã biết trở thành trung tâm giáo dục nho học lớn nhất của đất nước chúng ta dưới thời quân chủ. Tổng diện tích của khu di tích hiện nay đó là 54.331 m² với cả ngoại tự và nội tự. Và ở đây thì chúng ta cũng đang đứng rất là gần với một công trình kiến trúc rất là nổi tiếng đã được lựa chọn làm biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Đó chính là công trình Khôi Văn Các ạ. Thời của vua Gia Long nhà Nguyễn, các khôi văn được lấy theo tên gọi của ngôi sao Khê, là ngôi sao sáng nhất trong 28 dòng sao trên bầu trời. Thảo Văn Sông cũng có. Nhiều luôn. Hiện nay thì chúng ta đang có mặt ở khu vực vườn bia tiến sĩ, nơi lưu giữ 82 tấm bia tiến sĩ đã được UNESCO vinh danh là những di sản tư liệu thế giới trên phạm vi toàn cầu vào năm 2011. Và những tấm bia tiến sĩ của chúng ta tại đây thì với những tấm bia đầu tiên thì đã được dựng tại văn miếu Quốc Tử Giám cách đây gần 600 năm rồi ạ. Vào năm 1484 dưới thời của vua Lê Thánh Tông, để vinh danh những vị tiến sĩ đỗ đạt, khuyến khích việc học tập trong cả nước, khuyến dân dạy kẻ sĩ về trách nhiệm đạo lý cũng như là khẳng định vai trò và giá trị của nhân tài đối với nước của chúng ta, thì vua Lê Thánh Tông lúc bấy giờ đã cho đặt lệ dựng 10 tấm bia tiến sĩ đầu tiên tại văn miếu Quốc Tử Giám trên đây ạ. Và việc dựng bia tiến sĩ thì kéo dài kể từ năm 1484 cho đến năm 1780. Như vậy là trải qua gần 300 năm lịch sử với các triều đại trong ngày khác nhau thì những tấm bia chiến sĩ đã lần lượt được dựng lên. Mỗi một tấm bia chiến sĩ ở đây thì được dựng cho một hoa thi, và 82 tấm bia chiến sĩ và 82 hoa thi đã được dựng riêng. Và trên mỗi một tấm bia chiến sĩ của chúng ta tại đây thì sẽ khắc tên và quê quán của tất cả những chiến sĩ đỗ trong kỳ thi năm đó. Và triều đình đã tin tưởng giao cho kỳ tổ chức kỳ thi năm đó, cũng như là quan điểm giáo dục của các triều đại phong kiến gửi gắm trong mỗi một khoa thi. Và phần nội dung lớn thứ hai thì sẽ khắc tên vào quê quán của những vị tiến sĩ đỗ trong kỳ thi theo thứ tự là từ đỗ cao cho xuống đỗ thấp hơn ạ. Và trên 82 tấm bia tiến sĩ với 82 khoa thi thì đã có tất cả là 1.304 vị tiến sĩ của Việt Nam được khắc tên trên 82 tấm bia tiến sĩ tại đây ạ. Vâng ạ. Và quay trở lại với những tấm bia tiến sĩ cũng như là các vị danh nhân của dòng họ Ninh của chúng ta được khắc tên trên những tấm bia tiến sĩ tại văn miếu Quốc Tử Giám, thì kính thưa các bác cũng như là các anh chị của dòng họ nhà mình thân mến, cũng rất là vinh dự bởi vì dòng họ Ninh có lẽ cũng là một trong những dòng họ khá là tiêu biểu, bởi có rất là nhiều những vị tiến sĩ đỗ đạt được khắc tên trên các tấm bia tiến sĩ tại đây. Và theo như tìm hiểu của con thì trên trong số 1.304 vị tiến sĩ trên 82 khoa thi, 82 tấm bia tiến sĩ thì có tới 4 tấm bia tiến sĩ là có khắc tên của những người con của dòng họ của chúng ta. Và dòng họ của chúng ta thì có 4 vị tiến sĩ đỗ đạt được khắc tên trên các tấm bia tiến sĩ ở đây. Đầu tiên thì có thể kể đến đó chính là tiến sĩ Ninh Hãng ạ. Vị tiến sĩ thứ hai được khắc tên trên các tấm bia tiến sĩ ở đây thì đó chính là tiến sĩ Ninh Địch. Vị tiến sĩ thứ ba đó là cụ Ninh Tốn, và vị tiến sĩ thứ tư đó là cụ Ninh Đạt. Và cụ thể thì xin được giới thiệu với tất cả các bác cũng như là các anh các chị
về các tấm bia có khắc tên của các cụ nhà mình ở đây ạ. Trên tấm bia này thì có khắc tên tiến sĩ Hãng ạ. Kính thưa các cụ cũng như là các bác anh các chị của dòng họ nhà mình thân mến, tiến sĩ Minh Hãng thì đúng như là một bác trong dòng họ thì có vừa mới nói, thì có lẽ là có thể coi đây là vị tiến sĩ đầu tiên của dòng họ nhà mình được khắc tên trên bia tiến sĩ của tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Và đây thì chính là tấm bia tiến sĩ của khoa thi năm 1478. Tiến sĩ Minh Hãng thì vào khoa thi năm 1478 dưới thời của vua Lê Thánh Tông. Thì khoa thi năm đó ông là người đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, tức là hoàng giáp. Thế thì vị tiến sĩ hai được khắc tên trên các tấm bia tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám của chúng ta, thì con xin giới thiệu với các bác cũng như là các anh chị của họ nhà mình, đó chính là tiến sĩ Ninh Định. Tiến sĩ Ninh Định thì ông là người đỗ tiến sĩ của khoa thi năm 1718 ạ. Showing you and telling you what to say. Kind of it come out to be. Vâng, kính thưa các bác, các quý vị đại biểu và tất cả các bạn học sinh sinh viên của dòng họ Lý thân mến. Một lần nữa thì xin được thay mặt cho ban quản lý của di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám một lần nữa xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bác, các quý vị đại biểu cũng như là các bạn sinh viên, các bạn học sinh của dòng họ chúng ta. Và kính thưa các bác cũng như là các bạn sinh viên thân mến, chương trình của dòng họ tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày hôm nay thì tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lễ dâng hương lên ba vị vua, những người đã có công trong việc xây dựng phát triển Văn Miếu Quốc Tử Giám và đóng góp rất lớn đối với hoa cười của nước nhà thời xưa, lên thầy giáo Trung Văn An, người thầy đầu tiên được ghi danh là người đã giữ chức quan tông nghiệp Quốc Tử Giám, tức là người đứng đầu của trường giáo dưới thời của nhà Trần. Và vừa qua thì vào năm 2020, thầy Trung Văn An cũng đã vinh dự được tổ chức UNESCO vinh danh là nhà giáo Việt Nam tiêu biểu, danh nhân văn hóa thế giới ạ. Và cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ dâng hương lên các bậc tiên thánh tiên hiền của đạo Nho để tỏ lòng tôn kính trước các bậc tiên thánh tiên hiền, lên các bậc những người đã có đóng góp rất lớn trong khoa cử của nước nhà thời xưa, cũng như là các vị tiến sĩ đỗ đạt được khắc tên trên các tấm bia tiến sĩ. Và trong số đó thì có 4 người con của dòng họ Ninh của chúng ta. Và để buổi lễ dâng hương sẽ được bắt đầu ngay sau đây, xin phép được trân trọng kính mời các bác, các quý vị đại biểu của dòng họ của chúng ta sẽ tiến lên phía trước hương án để đến với nghi lễ dâng hương ạ. Xin trân trọng kính mời các bác. Vâng, và đã đến giờ đến với nghi lễ dâng hương của dòng họ Ninh Việt Nam tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Xin được trân trọng kính mời cán bộ của di tích sẽ điều hành nghi lễ dâng hương ạ. Xin trân trọng. Đến giờ là lễ dâng hương của dòng họ Ninh Việt Nam. Ban tổ chức xin nhắc các bạn học sinh sinh viên của dòng họ chúng ta chỉnh đốn lại áo mũ, chỉnh đốn lại trang phục để chúng ta tiến hành lễ dâng hương. Xin thay mặt lễ dâng hương của dòng họ Ninh Việt Nam do ông Ninh Văn Hiến, trưởng ban liên lạc dòng họ, làm trưởng đoàn, xin phép được bắt đầu. Dâng hương.
phần nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thủ đô Hà Nội, ngày 23 tháng 10, tức ngày 28 tháng 9, năm Nhâm Dần, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, dòng họ Ninh Việt Nam tổ chức lễ dâng hương và trao thưởng, sắm xanh lễ vật, hương hoa quả phẩm, tinh khiết tâm thành, kính dâng lên các bậc tiên thánh, tiên hiền, mở nguồn đạo học, Hoàng đế Lý Thánh Tông, Hoàng đế Lý Nhân Tông, Hoàng đế Lê Thánh Tông, Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, Chu Văn An, cùng liệt vị danh nhân văn hóa. Dạ, trước linh vị kính thưa, tinh hoa tích tụ, đất Thăng Long văn hiến nghìn năm, tú khí hào hùng, dân lạc Việt, nhân tài chẳng hết, Huế Văn Các biểu tượng huy hoàng, Quốc Tử Giám nhỏ ra sự nghiệp, lịch sử kế thừa, anh linh nối tiếp. Nhớ khi xưa Hoàng đế Lý Thánh Tông uy vũ hiển hách, sáng lập Văn Miếu, khởi nguồn đạo học. Hoàng đế Lý Nhân Tông tôn trọng nhân tài, đặt khoa Minh Kinh, lập Quốc Tử Giám. Hoàng đế Lê Thánh Tông uy vũ anh minh, dựng bia tiến sĩ, đề cao hiện tài. Văn Chính Công Chu Văn An, Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, học vấn uyên thâm, đạo cao đức trọng, không cầu danh lợi, bình dị thanh liêm, tiết tháo cương trực, lẫm liệt uy nghi, gương sáng để lại muôn đời, công danh lưu truyền mãi mãi. Nay vận hội nước nhà đổi mới, nó theo ý tiền nhân tạc trên bia tiến sĩ, hiện tài nguyên khí của quốc gia, thực hiện lời Bác dạy, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Nói gương sự nghiệp tiền nhân, phát huy tinh hoa dân tộc, trước anh linh các bậc tiền nhân, trước anh linh các bậc tiến sĩ dòng họ Ninh, chúng con đồng tâm phát nguyện, luyện đức, luyện tài, đức tài trọn vẹn. Dòng họ Ninh Việt Nam tiếp nối truyền thống của cha ông tạc trên bia tiến sĩ, hiện tài nguyên khí của quốc gia, thực hiện chủ trương của nhà nước, phát động phong trào khuyến học, khuyến tài, khuyến khích mọi người, mọi nhà học tập, học ở mọi lúc, mọi nơi, học để làm người, học để ngày mai lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh. Dòng họ Ninh cũng như các dòng họ khác sẽ chung tay vun trồng nền văn hiến của nước nhà ngày càng rực rỡ. Đây là lần thứ tư dòng họ Ninh Việt Nam tổ chức vinh danh khuyến học, khuyến tài cho con cháu trong dòng họ, nhằm động viên khuyến khích con cháu dòng họ Ninh Việt Nam phát huy tài năng trí tuệ, tiếp nối tấm gương các tiến sĩ dòng họ Ninh được ghi trên bia đá tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, đem lại danh thơm cho gia đình dòng họ. Kính mong các bậc tiên thánh, tiên hiền phù hộ hội đồng dòng họ và con cháu dòng họ Ninh Việt Nam phát triển không ngừng, ngày càng có nhiều con cháu học hành thành đạt, có phần dựng xây nước nhà hiện đại tiên tiến,
nước mạnh, dân giàu, dân trí nâng cao, nhân lực dồi dào, nhân tài rạng rỡ. Đất nước hiện đại, Việt Nam sánh vai các cường quốc, năm châu, xứng danh, con cháu lạc hồng, tỏa sáng nghìn năm, non sông nước Việt. Chúng con muôn vàng thành kính, đội đức anh linh, kính thiên, thổ công, thổ địa uy linh, đồng lai xứng giám, cần cáo. Lễ dân hương đã hoàn tất, xin mời đoàn tiếp tục chương trình. Xin mời đoàn tiếp tục chương trình. Em xin mở đầu chương trình vinh danh tân sinh viên Họ Linh 2022. Ông Linh Văn Hiến, trưởng ban liên lạc Họ Linh Việt Nam sẽ phát biểu khai mạc chương trình. Vinh danh và trao thưởng cho các tân sinh viên Họ Linh 2022. Em Linh Hải Nam sẽ đại diện cho hội tân sinh viên Họ Linh phát biểu và tặng quà hoa đến ban liên lạc dòng họ. Ban liên lạc tặng quà ghi nhận đóng góp của ban tổ chức hội sinh viên Họ Linh. Trưởng ban sẽ tặng các kỷ niệm trương cho một số thành viên có nhiều đóng góp trong ban liên lạc dòng họ. Bế mạc chương trình. Sau đó sẽ chụp ảnh lưu niệm. Từ 10:45 đến 11:15, đoàn sẽ di chuyển đến nhà hàng Sen Tây Hồ. Và từ 11:15 đến 14:00 chúng ta sẽ dự tiệc tại nhà hàng Sen Tây Hồ. Và sau khi chúng ta trao quà cho các tân sinh viên thì cũng sẽ có phần phát biểu của ông phó ban liên lạc, đó là ông Ninh Anh Hải sẽ có đôi lời phát biểu. Vâng, và chào mừng quý vị đại biểu và các bạn, các thành viên của ban liên lạc dòng họ Ninh, cùng toàn thể các quý vị phụ huynh và các em tân sinh viên đã trở về tham dự chương trình lễ dân hương và vinh danh các tân sinh viên Họ Ninh toàn quốc năm 2022 hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Ninh Tùng và Ninh Thảo xin được gửi lời chào lời sức sức khỏe đến các bác, các cô chú, các anh chị em cùng toàn thể các bạn tân sinh viên đã có mặt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội để tham dự chương trình lễ dâng hương và vinh danh tân sinh viên dòng Họ Ninh 2022. Chúc chương trình thành công tốt đẹp. Ok, mời về dự chương trình hôm nay và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Ninh Văn Hiến là trưởng ban liên lạc của dòng Họ Ninh Việt Nam. Chúng ta hãy chạm vào tay thật lớn ạ. Có sự hiện diện của ông Ninh Anh Hải, phó ban liên lạc phụ trách tài chính của dòng Họ Ninh Việt Nam. Chúng ta hãy chào chúng ta thật lớn ạ. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã thấy có sự góp mặt của rất nhiều các bác, các cô, các chú, các anh chị đại diện cho ban liên lạc đến từ các tỉnh như Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Nam, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội, vân vân. Và các mạnh thường quân cùng 60 bạn tân sinh viên, gần 60 bạn tân sinh viên đã bất chút thời gian công việc không quản ngại đường xa xa xôi để trở về đây tham dự chương trình. Đây thì chúng ta đi về chào mừng ạ. Thưa quý vị, 2018 là năm đầu tiên ban liên lạc dòng Họ Ninh Việt Nam tổ chức được chương trình khuyến học ở quy mô cả nước. Tiếp đó là các chương trình vinh danh tân sinh viên năm 2019-2020 và trải qua những khó khăn, thách thức mà đại dịch Covid để lại. Và sau thời gian dài trì hoãn các hoạt động tập trung thì giờ đây cuộc sống đã trở lại bình thường và chúng ta lại có cơ hội gặp một lần nữa gặp lại nhau ở đây để cùng nhau tạo nên chương trình thật thành công và để lại thật nhiều dấu ấn, không chỉ đối với các bạn tân sinh viên mà còn đối với các cô bác, các anh chị em không quản ngại đường xá xa xôi. Vâng, và để bắt đầu chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Ninh Văn Hiến, trưởng ban liên lạc dòng Họ Ninh Việt Nam sẽ có lên có đôi lời phát biểu ý kiến để khai mạc chương trình. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Thưa các chị, các em và toàn thể các cháu, lần đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên ban tổ chức, các mạnh thường quân, các đại biểu và toàn thể các cháu tân sinh viên trên cả nước đã về dự buổi lễ dâng hương ngày hôm nay.
năm 2018, 2019, 2020 và năm nay là 2022 là năm thứ tư chúng ta đã tổ chức được buổi gặp mặt vinh danh các tân sinh viên ở cấp độ toàn quốc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Năm 2021 do đại dịch Covid nên chúng ta không tổ chức được. Hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2022, đại diện cho Ban Liên lạc Hòa Ninh Việt Nam, tôi xin được khai mạc buổi lễ dâng hương báo cáo với ông bà tổ tiên và biểu dương các cháu Hòa Ninh đỗ đại học năm 2022. Theo lịch sử, dòng Hòa Ninh cũng có nhiều người thành danh điển hình như cụ Ninh Hữu Hưng, Lão La Đại Thần và bốn cụ Ninh Hãng, Ninh Đạt, Ninh Định, Ninh Tốn lần lượt đỗ tiến sĩ và đã được khắc tên trên bia đá tại đây Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Ngoài ra còn rất nhiều người Hòa Ninh nổi tiếng và thành đạt trên nhiều lĩnh vực khác. Chúng cháu xin cảm ơn các cụ đã là những tấm gương sáng để con cháu học tập noi theo. Cả dòng họ luôn mong chờ các cháu chịu khó học tập, noi gương các bậc tiền bối, nuôi dưỡng hoài bão để Hòa Ninh chúng ta ngày càng có nhiều người tài và luôn luôn nhớ phải có tâm, có đức đối với dòng họ. Khi đó dòng Hòa Ninh chúng ta mới được nâng tầm khởi sắc. Các cháu đang ngồi đây đã, đang và sẽ luôn là niềm tự hào của gia đình và dòng họ. Mai này khi trưởng thành, bác mong rằng dù ở đâu, làm bất kỳ ngành nghề gì, có thành ông hoặc bà chúa gì, cũng vẫn phải luôn nhớ và tự hào mình là người Hòa Ninh, một dòng họ lâu đời và có bề dày lịch sử. Cuối cùng, thay mặt cho toàn thể Hòa Ninh Việt Nam, tôi xin chúc mừng tất cả các cháu Hòa Ninh đã đỗ đại học năm 2022. Và xin chúc các anh, các chị, các em và các cháu cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Thưa các bác, các cô chú, anh chị cùng toàn thể các tân sinh viên, chắc hẳn ai trong chúng ta ở đây cũng đã từng có khoảng thời gian miệt mài bên đèn sách. Và để ghi nhận cho những thành quả đó của các bạn tân sinh viên, cũng như là tiếp tục khích lệ tinh thần ham học, cố học của các bạn khi ở môi trường đại học, đó chính là lý do mà ban liên lạc đã tổ chức chương trình này. Và tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với phần chính của chương trình trong ngày hôm nay, đó là phát thưởng và vinh danh các tân sinh viên Hòa Ninh. Một trận đấu đại thành lớn video sẽ dành cho chương trình chính ngày hôm nay, và chúng tôi xin được chào giới thiệu với mời hai ông Linh Văn Hiền, trưởng ban liên lạc giáo viên Việt Nam, và ông Đinh Anh Hải, phó ban. Chúng ta sẽ cùng giả bước lên sân khấu để sẽ điều hành chương trình trao thưởng trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, là bởi vì danh sách các tân sinh viên của ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được danh sách là lên tới hơn 40 các em tân sinh viên, cho nên là các phần trao thưởng chúng tôi sẽ bố trí khoảng tầm 7 đến 8 bạn và sẽ chia theo tỉnh. Trước hết là sẽ mời các em ở tỉnh Hải Phòng và Thanh Hóa. Cảm ơn và chúc mừng các em tân sinh viên đến từ Hải Phòng và Thanh Hóa. Cảm ơn. Theo thì chúng tôi sẽ mời các tân sinh viên sẽ đến từ Hải Dương. Dạ không ạ, các tỉnh đều giỏi, bởi vì Nam Định là chiều qua phần đa là người Hòa Ninh, cho nên dạ vâng ạ, gốc Hòa Ninh ạ. Là quê hương của ông tổng nghề Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng. Anh đứng bên này luôn anh ạ. Và chúng ta cũng thấy có rất nhiều các thí sinh đến, các tân sinh viên đến từ Hải Dương. Đây bỏ hết đây, sách tay rồi. Các tỉnh chúng ta cũng đều có các tân sinh viên xuất sắc. Cảm ơn, chúng tôi muốn các quý vị đại biểu cùng các quý vị phụ huynh chúng ta và các thân viên các bảo tàng đang lớn trẻ dành tặng cho các thân sinh viên đến từ Nam Định. Tiếp theo các thân sinh viên đến từ Nam Định.
những em nào ở Nam Định chưa lên nhận phần thưởng thì chúng ta cùng giáo viên lên sân khấu ạ. Và phần sau chúng tôi xin mời bạn Bắc Giang và Ninh Bình chúng ta sẽ chuẩn bị. Vâng, xin cảm ơn những tình cảm của bác trưởng ban và cũng như là chú Hoa Bang đã dành cho em. Tôi xin được giáo viên chúng ta mở một tràng pháo tay lớn để tán thưởng cho các em tân sinh viên đến từ Nam Định. Chưa đến được đây ạ. Ví dụ thấy quý vị vỗ tay nhỏ quá, vỗ tay to hơn không ạ? Xin được cảm ơn và chúc mừng các em tân sinh viên đến từ Bắc Giang và Ninh Bình. Và sau đây là sẽ là các tân sinh viên còn lại đến từ các tỉnh Thái Nguyên, Hưng Yên, Tuyên Quang, Hà Nội và Thái Bình. Ôi, nhìn đây nào. Vâng, vừa rồi là phần lễ vinh danh và trao thưởng cho các tân sinh viên của dòng họ Ninh Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Ninh Văn Hiến, trưởng ban liên lạc dòng họ Ninh Việt Nam và ông Ninh Anh Hải, phó ban liên lạc của dòng họ Ninh đã lên thay mặt cho ban liên lạc điều hành và tổ chức phát thưởng cho hơn 40 tân sinh viên của dòng họ Ninh Việt Nam. Thưa quý vị, kể từ khi ý tưởng về một chương trình khuyến học quy mô cả nước được đưa ra, dù biết gặp rất nhiều khó khăn nhưng ban liên lạc đã quyết tâm để thực hiện và năm nay đã là năm thứ tư chương trình khuyến học được thực hiện diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Ở phần tiếp theo chương trình, xin mời em Ninh Hải Nam, đại diện tân sinh viên họ Ninh phát biểu và đặt hoa cảm ơn đến ban liên lạc dòng họ. Vâng, và chúng tôi sẽ mời trở lại lên sân khấu ông Ninh Văn Hiến, trưởng ban liên lạc của dòng họ Ninh Việt Nam, trưởng ban tổ chức chương trình khuyến học, một người đã có rất nhiều tâm huyết dành cho phong trào khuyến học của dòng họ chúng ta, cũng như sự kết nối với các hoạt động của ban liên lạc nói chung, và sẽ lên trên sân khấu. Cháu xin lỗi ạ, sau phần phát biểu của Hải Nam thì cháu sẽ mời chú Hiến sẽ trở lại sân khấu sau. Xin mời em Ninh Hải Nam sẽ lên có đôi lời phát biểu ý kiến. Kính thưa các cô, các bác, các chú, các anh chị, toàn thể các bạn tân sinh viên có mặt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày hôm nay. Cháu là Ninh Hải Nam, sinh ra và lớn lên tại học tập Văn Miếu Quốc Tử Giám Thanh Hóa. Hôm nay cháu rất vinh dự khi được thay mặt tất cả các bạn tân sinh viên gửi lời cảm ơn đến các cô, các bác, các chú trong ban liên lạc và ban tổ chức đã không quan ngại thời gian và công sức hiện tại để tổ chức buổi lễ dân hương ngày hôm nay. Hôm nay là năm đầu tiên cháu được về dự lễ dân hương và Văn Miếu Quốc Tử Giám. Chào đón các bạn tân sinh viên, bản thân cháu cảm thấy rất tự hào và tự diện khi được tự thấy những thành quả thể hiện như trước tạo thành để tạo thành những động lực cho tiếp tục nỗ lực học tập. Dòng họ Ninh là dòng họ có dân số rất ít trong cả nước nhưng lại tổ chức kết nối thường xuyên và có nhiều hoạt động gắn kết mang đầy ý nghĩa. Cháu cảm thấy rất tự hào về dòng họ Ninh Việt Nam nói chung và dòng họ Ninh Lam Sơn Thanh Hóa nói riêng. Cùng trong buổi lễ ngày hôm nay, cháu xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn thầy cô đã ủng hộ cùng khuyến học Nam Sơn, khuyến học và mọi đi toàn quốc để chúng cháu có buổi giao lưu quen và học hỏi lẫn nhau. Cũng là cháu có xin niềm tự hào về học tập. Cuối cùng cháu xin cảm ơn tất cả các bác và xin chúc các bác, các cô, các chú luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các anh chị và các bạn luôn luôn là chồng. Sau đây Hải Nam sẽ đại diện cho các em tân sinh viên sẽ có bó hoa tươi thắm để gửi lời cảm ơn đến ban liên lạc của dòng họ Ninh Việt Nam và ban tổ chức, và cũng sẽ mời ông Ninh Văn Hiến trưởng ban sẽ lên đại diện cho ban liên lạc sẽ nhận bó hoa tươi thắm.
À, quý vị hãy đặt nhỏ cháu đang thầm lớn rồi không ạ? À, cháu cũng mời chú Tiến sẽ nắm lại sân khấu của mình ngay sau đây. À, xin mời chú trưởng ban sẽ có những món quà để tặng cho các em cũng là rất nhiệt tình trong ban tổ chức học sinh viên. Và xin được mời các em An, Thảo, Vinh, Ly, Nguyên, những thành viên rất là nhiệt thành của ban tổ chức đã có một phần không nhỏ để tạo nên sự thành công của chương trình trong ngày hôm nay. Và sẽ mời bác Đinh Văn Hiến sẽ đại diện cho ban liên lạc gửi tặng những món quà để ghi nhận sự khích lệ đóng góp của các em. À, bên kính thưa quý vị thì tổ chức của họ sinh viên cũng sẽ là nòng cốt của thế hệ thanh niên dòng họ. Và ban liên lạc chúng tôi cũng sẽ mong từ đây họ sinh viên học sinh chúng ta cũng sẽ có những hoạt động tích cực để tập hợp sức mạnh thanh niên, góp phần kết nối, tập hợp các sức mạnh đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển để qua đó sẽ tạo được cái sự kết nối giữa sinh viên và ban liên lạc dòng họ toàn quốc. Và chúng tôi cũng rất mong chính những tân sinh viên năm nay các em sẽ xung phong để tham gia vào các công tác hoạt động về truyền thông gắn kết cũng như hướng tới chương trình khuyến học của 2023. Quý vị hãy bỏ một tràng pháo tay thật lớn cảm ơn ban tổ chức của hội sinh viên. Vâng, xin cảm ơn ông Đinh Văn Hiến, cảm ơn các em trong ban tổ chức của họ sinh viên. Vâng, và tiếp theo chương trình ngay sau đây thì chúng tôi sẽ mời tiếp tục mời lên sân khấu ông Đinh Văn Hiến sẽ có các kỷ niệm trương để dành tặng cho những cá nhân nhiệt tình và có nhiều đóng góp cho ban liên lạc. Và sau đây chúng tôi sẽ đọc danh sách những cá nhân sẽ trở lên sân khấu để nhận kỷ niệm trương của ban liên lạc dòng họ. Một là Đinh Anh Hải, hai Đinh Văn Phong, ba Đinh Thị Lan Phương, bốn Đinh Minh Thành, năm Đinh Xuân Thịnh, sáu Đinh Văn Kỳ, bảy Đinh Công Toàn, tám Đinh Hải Quân, chín Đinh Văn Lực. Ở đây cũng đều là những gương mặt các bác, các cô chú, các chị có rất nhiều đóng góp trong việc xây dựng mối liên lạc giữa dòng họ Đinh và sự liên hệ với các tỉnh. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để dành cho các cá nhân đã có rất nhiều đóng góp trong các hoạt động của ban liên lạc dòng Đinh trong những năm qua. Cảm ơn ông Đinh Văn Hiến. Và đến đây thì chương trình vinh danh tân sinh viên dòng họ Đinh Việt Nam 2022 tại ban tổ chức Quốc tử giám xin phép được khép lại. Thay mặt cho ban tổ chức, cảm ơn sự hiện diện và kính chúc các vị đại biểu trong ban liên lạc, các thành viên dòng họ và tân sinh viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, ngay sau đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để chúng ta sẽ cùng ra bên phía ngoài để chụp với nhau bức ảnh lưu niệm. Chúng tôi xin mời tất cả các quý vị đại biểu, các thành viên trong dòng họ, các em tân sinh viên, chúng ta sẽ ra cùng hồ sân để cùng chụp ảnh những bức ảnh tập thể cũng như là những bức ảnh cá nhân của các bạn. Và xin mời các anh trong team media chúng ta sẽ cùng ra để điều hành để ghi lại những khoảnh khắc rất là tuyệt vời của dòng họ Đinh ạ. Người nhìn thấy máy mà 2 3 nào, 2 3 nào, 2 3 nào, 2 3 nào. Ok được rồi.